hít một hơi thật sâu và tôi cho phép cơ thể được thư giãn hoàn toàn. Hít vào và thở ra. Hãy cảm nhận tôi đang hoàn toàn thoải mái và cảm nhận đang nhận luồng năng lượng mát lành, luồng năng lượng hoàn toàn thuần khiết. Năng lượng đang tưới tắm trên toàn cơ thể và từng tế bào trong cơ thể. Bây giờ bạn đang quay về với chính mình, đang ngồi với chính mình. Bạn hít vào với sự bình an và thở ra hoàn toàn thư giãn. Hít vào, cơ thể thư giãn. Bạn đang hiện diện với chính mình. Và giờ đây, tất cả những bận rộn, tâm trí, lo toan trong ngày hãy để qua một bên. Giờ đây, bạn hoàn toàn đang hiện diện và trân trọng thời khắc này. Bạn chọn với tư thế nào để giúp thân thể thật sự thoải mái? Hãy thả lỏng người để khí huyết trôi chảy tự nhiên. Giờ đây, hãy hít thở một cách nhẹ nhàng và bình an. Bạn hãy cho phép bản thân bạn lắng nghe hơi thở xung quanh. Bạn hoàn toàn mát nguội và tĩnh tại như thể bạn đã là. Và bây giờ, bạn hãy rút vào sự chú ý và hoàn toàn tập trung năng lượng vào nơi trán của bạn. Rút lui khỏi tất cả những gì đang diễn ra xung quanh bạn. Hãy nhẹ nhàng và đưa sự chú ý của bạn vào bên trong tâm trí. Bạn là người chứng kiến chính mình, là người lắng nghe. Khi bạn trở nên có mặt với chính bạn, bạn có thể chứng kiến một sự dịch chuyển tinh tế, mà thực tế bạn trở thành người quan sát chính mình. Và bạn có thể cảm nhận sự tách bạch không gian, cơ thể và tâm hồn. Cơ thể này với sự yên tĩnh trong tâm trí, yên tĩnh trong môi trường và toàn bộ bên trong của bạn. Bạn đang nói với chính mình: tôi đang ở đây, tôi đang nhận thức, tôi đang có mặt và tôi đang lắng nghe. Tôi đang hướng vào bên trong, hướng vào sức mạnh nội tại của chính mình. Và trong trạng thái kết nối nguồn ánh sáng tinh tế chính tôi, giờ đây hãy hít vào một hơi thật sâu và cảm nhận sự ấm áp đang ôm lấy trái tim bạn. Tôi đang mang trong mình một trái tim đầy món quà quý giá nhất của tạo hóa. Món quà quý giá nhất của cuộc sống đó là không khí. Lúc này tôi hình dung món quà quý giá của vũ trụ đã ban tặng cho tôi và con người
trong một thời gian dài khi tôi xuất hiện trên cuộc đời này đến bây giờ, mà tôi chưa nhận thức được dòng khí nhiệm màu tôi đang hít thở mỗi ngày trong mỗi khoảnh khắc. Không khí có từ đâu mà luôn vô tận cho nhân sinh vạn vật muôn loài. Tôi nhận thức không khí là nguyên tố thứ tư trong cơ thể, là sự sống từ oxy, hơi thở chuyển động và sự nhẹ nhàng từ trái tim. Tôi nhận thức không khí mang oxy là một thành tố tối quan trọng cung cấp cho mọi tế bào trong cơ thể để duy trì sự sống còn của con người và vạn vật. Tôi nhận thức không khí từ quá trình hô hấp từng ngày, từng giờ là sự chuyển động của xung thần kinh và vỏ bọc thông thái. Nếu không có hơi thở, chắc chắn cuộc sống thiếu năng lượng để tồn tại. Tôi nhận thức quyền năng đồng điệu nhiệm màu của vũ trụ tạo ra hiện tượng phi thường về tâm lý, thể chất, thần kinh và não. Trí nhớ và sự sáng tạo là năng lượng tăng cường sức mạnh tinh thần. Tôi nhận thức tình yêu của vũ trụ, mẹ thiên nhiên và mọi nhân tố chung quanh trên trái đất đều là tình yêu hòa hợp, hoàn hảo với tầng sóng rung động biết ơn, cách để đồng điệu các nguồn lực yếu tố tự nhiên. Cuộc hành trình cuộc đời của tôi bắt đầu từ ngay tại đây. Vào chính lúc này, tôi sử dụng chìa khóa của lòng biết ơn để mở cánh cửa hạnh phúc, hân hoan tiếp tục rung động vào tất cả những tế bào. Rồi khi cả toàn thân bạn cảm giác các cơ quan cơ thể tràn ngập tình yêu thương, trong lúc này trong tâm trí trái tim bạn tràn ngập tình yêu sâu thẳm của năm yếu tố tự nhiên. Giờ đây tôi đã nhận thức và trân trọng những điều lớn lao cũng như sự kỳ diệu của vũ trụ. Tôi thực thi và vận hành lòng biết ơn dòng khí nhiệm màu mà tôi đang hít thở. Tôi chìm sâu trong sự trải nghiệm, mí mắt trên dính chặt vào mí mắt dưới với sự trải nghiệm tận hưởng lòng biết ơn thấm đẫm trong từng tế bào. Tôi đang cảm nhận và cảm nhận. Tôi xin biết ơn mẹ thiên nhiên, hệ thống vận hành khai mở, tái tạo, phục hồi năng lượng. Biết ơn món quà thần kỳ của cuộc sống mà tôi đang được trải nghiệm. Tôi xin biết ơn phép màu dòng khí là sự hợp nhất sức mạnh tối cao, hòa nhịp lòng biết ơn với những mũi hoàng hôn. Biết ơn cây cỏ, biết ơn đại dương hay những giọt sương trên cỏ. Biết ơn tạo hóa cùng nguồn lực tự nhiên
hòa chung sự sống của tôi và nhân sinh cùng vạn vật muôn loài. Tôi hít vào lòng biết ơn, thở ra cảm kích sự biết ơn. Biết ơn dòng khí tuyệt vời tôi đang hít thở. Tôi xin biết ơn, biết ơn, biết ơn cảm nhận dòng khí nhiệm màu qua sóng rung động từ trái tim len lỏi chảy trong cơ thể, trên, dưới, trái, phải, trước, sau, mọi thứ bên trong cũng như bên ngoài đều ngập tràn lòng biết ơn với mỗi từng hơi thở. Tôi tri ân sự kỳ diệu của vũ trụ với tất cả những hệ thống cơ thể, với trí óc, với sự nhịp nhàng của một bộ máy thật đều đặn, với mối tương quan mật thiết với nhau. Tôi nhận ra không phải là sự ngẫu nhiên của năm yếu tố tự nhiên: đất, nước, khí, lửa, không gian cho sự sống vạn vật, mà còn cho con người một bức tranh toàn cảnh. Tôi nhận thức không phải ngẫu nhiên mà chúng ta được bao bọc một lớp khí bảo vệ dòng khí. Mặt trăng, mặt trời hỗ trợ cho sự sống trên trái đất chuẩn xác đến từng chi tiết nhỏ. Đây không phải là điều ngẫu nhiên, mà bởi chúng ta là tiểu vũ trụ. Tôi cảm nhận mình đang luôn nhận luồng khí mát lành của lòng biết ơn, luôn được tưới tắm từ ngân hàng lòng biết ơn của vũ trụ mà tôi đã gửi trong từng khoảnh khắc. Tôi đón nhận năng lượng lòng biết ơn và mỗi hơi thở. Lòng biết ơn mỗi khi hít vào, mỗi khi thở ra, lòng biết ơn tuôn tràn đến từng ngóc ngách trên cơ thể, những tế bào hoàn toàn thuần khiết và tĩnh tại. Cứ mỗi khi hít vào, tôi hít lòng biết ơn. Mỗi khi thở ra, tôi cảm kích lòng biết ơn. Và cơ thể tôi tràn ngập năng lượng biết ơn với không khí nhiệm màu để gắn liền cuộc đời của tôi. Ngay bây giờ, tại thời điểm này trở đi, luôn đón nhận sự bảo bọc của vũ trụ, may mắn phước lành và luôn hạnh phúc, viên mãn và an lạc. Bây giờ đây, lối sống lòng biết ơn không thể thiếu. Nó như không khí cho sự sống của chính tôi. Những phép màu lòng biết ơn từ trái tim là từng sóng rung động năng lượng. Năng lượng vui vẻ, năng lượng hạnh phúc, năng lượng bình yên một cách sâu sắc mà trước đây chưa bao giờ có. Cho tôi một sự dễ dàng biến mọi lĩnh vực trong cuộc sống của mình trở thành sự sung túc, thịnh vượng và phát triển. Tôi nhận thức theo phúc âm kinh thánh có nói: người nào có sẵn lòng biết ơn về giá trị cuộc sống thì anh ta hoặc cô ta sẽ dư dả đủ đầy. Người nào không có sẵn lòng biết ơn giá trị của sự sống thì những gì anh ta hoặc cô ta đang có sẽ bị tước đi. Giờ đây bạn sẽ thoát ra khỏi tình trạng du dương thôi miên này bằng việc đến
từ 1 đến 3. Khi tôi đếm đến 3, bạn sẽ hoàn toàn thức tỉnh và trở về với thực tại. 1. Bắt đầu thức tỉnh. 2. Ý thức về những việc chung quanh. Bạn cảm thấy hài lòng, an toàn và dễ chịu. Nhìn về phía trước với tất cả kết quả tích cực tuyệt vời từ buổi thôi miên này. 3. Cảm giác hết sức tuyệt vời. Và giờ đây bạn hoàn toàn thức tỉnh. Và bây giờ chúng ta hãy neo lại với năng lượng của lòng biết ơn. Hít thật sâu và hãy neo lại. Hãy cảm nhận và đặt vào trái tim của mình, cảm nhận năng lượng rung động, một tầng sóng rung động của lòng biết ơn. Tôi yêu bạn. Tôi xin lỗi bạn. Hãy tha thứ cho tôi. Xin cảm ơn bạn. Tôi yêu bạn. Tôi xin lỗi bạn. Hãy tha thứ cho tôi. Xin cảm ơn bạn. Tôi yêu bạn. Tôi xin lỗi bạn. Hãy tha thứ cho tôi. Xin cảm ơn bạn. Yêu thương và biết ơn.